Đừng mà. Đừng mà, đừng. Triều ca, có người tới, là đại kiếm tu. Ha ha ha, Lộ Triều ca. Ngươi không dám giết ta rồi, ngươi cũng không dám nhìn. Nếu không, Mặc Môn sẽ bị xóa khỏi Thiên Huyền. Dám ra tay với ta, diệt môn chính là kết cục của các ngươi. Là thật. Tâm kiếm thực ra không có năng lực dò xét thần hồn, chỉ có năng lực trảm sát thần hồn. Triều ca. Ta hiểu rồi. Mặc kệ ngươi có quyết định gì, ta đều sẽ đứng về phía ngươi. Ngươi biết không, vì bố cục của ngươi mà Mặc Môn ta đã chết bao nhiêu người. Những người này, có người là sư bá sư thúc của ta, có người ta còn phải gọi là sư tổ. Cũng chính vì ngươi, dẫn tới Mặc Môn ta năm đó đại thương nguyên khí. Những lời này, ta không muốn nghe. Chúng chết thì cũng chết rồi, chỉ là đám kiến cỏ mà thôi. Quan trọng nhất là, cha ta là người sống rất mệt mỏi. Trên đời này, có người nghĩ thoáng, không phải chuyện gì cũng ôm lấy vào thân, nhưng cha ta thì không như vậy. Mặc Môn càng suy yếu, ông ấy liền cảm thấy trách nhiệm trên người càng nặng. Mỗi năm tới từ đường sư tổ tế bái, chúng ta sau khi khấu đầu thì mẹ ta đều sẽ dẫn ta cùng Tiểu Lê Tử rời khỏi từ đường trước, để cha ta một mình ở lại từ đường. Ông ấy rất nhiều chuyện ở trong từ đường sư tổ, cũng nói liên thuyên không ngừng. Có thể là tự trách, cũng có thể là tự cảm thấy hổ thẹn với ân sư. Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa. Ngươi mau thả ta ra, nếu không tiền bối kiếm tông tới đây, ngươi muốn chạy cũng không kịp đâu. Cho nên, ta mặc kệ ngươi có thân phận gì. Ngươi thật sự dám giết ta. Dừng tay. Lục cảnh ngũ trùng thiên. Ta chỉ là một đứa con thay cha mình chút giận mà thôi. Mẹ nó, sướng. Quá ngầu luôn, ngầu quá đi. Sớm đã đéo ưa hắn rồi, cứ bày ra bộ dạng hống hách, đồ đệ tông chủ kiếm tông thì hay lắm chắc. Lộ Triều ca thiên hạ đệ nhất, không hổ là nam nhân của ta, ngầu quá. Mẹ nó, nhiệt huyết lão tử dâng trào rồi, cháy quá. Á, ca ca giết ta, ca ca giết ta đi. Mẹ nó, ngầu quá, phải vậy chứ. Đồ đệ tông chủ kiếm tông, giết không phải ngán, giết rồi. Lộ trưởng môn thật sự ra tay rồi, hắn giết đồ đệ tông chủ kiếm tông rồi. Thì ra lời mời của Trần Khí năm đó là một âm mưu. Mai Hoa phái chúng ta năm đó còn phái đi ba vị sư thúc, vừa nãy còn xuất hiện yêu tu, không chừng là Trần Khí và yêu tu có cấu kết. Lộ sư thúc thật sự gan to bằng trời luôn. Nhưng mà mình càng ngày càng thích vị sư thúc này rồi. Đợi tới Bắc Châu, Lộ sư thúc cũng sẽ cho mình bất ngờ lớn hơn nữa. Hỗn xược. Lão phu kêu người dừng tay, ngươi lại dám hành động như vậy. Khí tức mạnh mẽ quá, đây chính là đại tu hành giả sao? Tân ngôn. Vừa bước vào lục cảnh, cảnh giới chưa hoàn toàn ổn định cũng dám. Chấp sự kiếm tông Tần Thái. Hừ. Lại là thương tu chuyên luyện thể. Đứng trước Tân Ngôn tỷ tỷ với tấm lòng bảo vệ chồng, vị chấp sự kiếm tông này sẽ có kết cục thế nào đây? Tân Ngôn tỷ tỷ ngầu quá. A, chết chắc, chết ngay tại chỗ. B, có lẽ bị làm gián đoạn thi pháp. Xin lỗi cắt ngang nhé. C, muốn giết vẫn hơi khó nhưng sẽ khiến lão già này chịu khổ. Bé uất ức nhưng bé không nói. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.